lá bài đầu tiên chúng ta có kinh lục cúp. Hên nha mọi đứa chứ ơi. Trời ơi, ra kinh lục cúp. Lá bài thứ hai chúng ta ra vàng nữ hoàng. Trời ơi, giỡn mặt. Kinh khủng không? Bài cuối cùng, trời ơi, 10 kiếm, 9 kiếm. Rồi đó, cũng hấp dẫn đó. Và ở đây mà khi mà lá bài, các bạn thấy trên màn hình đó, là lá bài đầu tiên, lá bài vua ly. Khi mà vua ly xuất hiện trong một cái bài thì chứng tỏ là cái vấn đề cảm xúc của các bạn tiếp tục. Chương trình là về cảm xúc, nó hơi bị thường xuyên diễn ra ở đây ha mọi người. Mọi người có thấy không? Bữa giờ mình cứ bị cảm xúc không à? Cái gì cũng liên quan tới cảm xúc hết. Thì vua ly ở đây chứng tỏ là cái vị vua mà đứng đầu trong cái tam cung lục diện á, cái cung mà về cảm xúc của con người á, thì vị vua này cho thấy là chúng ta phải biết điều khiển cảm xúc của mình. Cuối năm rồi, đừng có để cho những cảm xúc tiêu cực nó tiến vào cuộc sống của các bạn nữa. Mình làm sao cho mọi thứ nó đều là một cái gì đó cân bằng là điều cần thiết. Chúng ta đừng để cho những cái sự bất đồng của mình, những cái không có kiểm soát được lời nói, nó gây ra ảnh hưởng tới mọi việc các bạn đang diễn ra. Tại vì khi năng lượng vua ly này xuất hiện trong một cái trái bài, chứng tỏ là các bạn đang trên một cái hành trình là mình đã cũng bắt đầu biết là mình không có nên để cảm xúc của mình nó trồi sụp nữa. Bản thân các bạn học được bài học của nó rất là nhiều rồi. Thì hành trình của vua ly có gì? Ở đây vua ly nó đại diện cho nguồn năng lượng của sự thông thái, của cái việc là các bạn có thể cân bằng được cảm xúc chính mình, cân bằng giữa lý trí và con tim. Và các bạn sẽ thấy trong cái thời điểm này á, mình thấy là mình phải phát triển trong cái phần tĩnh lặng. Tại vì hôm bữa giờ mình ồn ào, mình làm đủ thứ nó rất là tùm lum tà la rồi. Lúc này là mình phải kìm nén cái cảm xúc bốc đồng của mình. Mình học cách mình đối phó với chúng. Bài học lớn nhất là chúng ta phải học cân bằng đối phó với cảm xúc của chính các bạn. Bởi vì đây là một cái đại diện cho một cái nguồn cảm xúc trong vô thức, một sự sáng tạo, một cái người mà có khả năng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng mà cái kiềm chế cảm xúc này, kiềm chế cảm xúc chứ không phải nhịn nha các bạn. Tại vì số 5 là gì? Số 5 cho thấy là chúng ta phải tự tin về bản thân chúng ta. Và vị vua này chính là cái vị vua kết nối mọi người xung quanh. Mình sẽ là cái người kết nối anh chị em, kết nối gia đình. Bạn là cái nhân ở giữa của hoa mandala. Không có bạn là mọi người sẽ không có sự kết nối. Ở đây cho thấy các bạn có nguồn năng lượng là mình là cái cầu nối cho những cái mối quan hệ xung quanh diễn ra xung quanh các bạn. Nhớ nha, mình kìm nén cảm xúc, cân bằng cảm xúc chứ không phải là mình tự ti, không phải là mình nhường nhịn. Mình nói cảm xúc của mình ra với tính chất tích cực và tốt đẹp chứ không phải nhịn nha. Nhịn nó khác, nhịn là kìm nén nó khác nha mọi người. Phải lấy cái nguồn năng lượng này. Bởi vì cái lúc này nguyên một năm nay mình học nhiều bài học rồi, và khoảng thời gian này các bạn phải nên có việc cân bằng cảm xúc và mình kiểm soát chúng. Các bạn phải thấy là mình phải hành động mọi thứ, mình tiết chế là cái cảm xúc của mình một cách tốt nhất có thể. Bản thân các bạn hãy để cái nhu cầu của mình và nhu cầu của người khác luôn. Mình không làm người ta thiệt, mà mình cũng không để người ta làm thiệt mình. Cân bằng là yếu tố các bạn cần phải tập trung trong cái tuần lễ cuối năm này. Mà khi mà các bạn có gặp những cái vấn đề tiêu cực đó, thì các bạn phải nên chín chắn để mình đối phó với cái việc đó. Chứ các bạn đừng bao giờ để cho mình không có trưởng thành. Con nít mà đối xử cuộc đời nó dở lắm. Bây giờ mình lớn rồi, tới vua rồi. Vua là quản trị cả một đất nước. Mình quản trị cả một cái cảm xúc của mình. Đừng để cho cảm xúc của mình như trẻ con các bạn. Mình đã phải một ly, hai ly rồi. Bây giờ mình tới là vua ly rồi.
Du ly là cái năng lượng nó phải tích cực, phải điều khiển được cảm xúc. Lúc này bạn phải sử dụng lý trí và trái tim mình cùng một lúc luôn. Để chi? Để mình tìm những cái đối tác đúng. Mình không có đặt tình cảm mình vào một cái người mà nó không có đúng nữa. Mình đâu có khờ dại nữa đâu, để mình cứ để cảm xúc mình để cho những cái người ta dẫn dắt mình đi. Cái lúc này các bạn phải thấy là bạn phải trưởng thành hơn về mặt cảm xúc. Mình coi trọng gia đình của mình hơn. Khi mà cảm xúc bạn dâng cao, bạn làm ơn mình giữ bình tĩnh. Mình thích thở hạt sâu, hít vô 2 lần, bạn thở ra 1 lần. Mình làm 3 lần vậy, đảm bảo các bạn sẽ bình tĩnh và các bạn sẽ không nổi nóng. Mình phải tự chủ cuộc đời mình chứ. Cái khúc này mình phải sử dụng lucid nè, trực giác nè, trái tim của mình nè, để mình tiếp cận mọi việc theo một cách thực tế và bằng trái tim. Kiểu như là cảm nhận cuộc sống là phải thực tế nha, nhưng mà có trái tim lòng trắc ẩn trong đó, có sự hiểu biết, chứ không phải là không biết yêu là gì, không biết điều khiển cảm xúc là gì, không biết tỉnh thức là gì, không biết chánh niệm là cái gì. Mà các bạn xem cái bài Cư Biền bữa giờ là bảo đảm các bạn hụt nằm lòng luôn. Biết tỉnh thức là sao, biết chánh niệm là sao, biết điều khiển cảm xúc là sao. Các bạn nghiệm lại có phải không? Các bạn đã trưởng thành hơn mặt cảm xúc, các bạn trưởng thành hơn cái mặt, các bạn trưởng thành hơn về cái mặt về cảm xúc nữa, trưởng thành hơn về kiến thức nữa. Lúc này mình biết yêu sao rồi, mình biết là mình đến người đó mình sẽ tạo giá trị, mình yêu thương, mình bao dung, chứ không phải đến người đó để mình gây sự đau khổ. Ai gây đau khổ cho mình thì mình rút lui. Đây là cái sự trưởng thành và chín chắn mà các bạn đạt được vừa năm vừa rồi. Và cái tuần lễ cuối cùng này chính là cái lúc chúng ta tổng kết lại tất cả những cái thứ đó. Bài học lớn nhất là bài học về cảm xúc. Và hiện tại mình chắc chắn các bạn xem cái bài này, các bạn đã trưởng thành về mặt cảm xúc rất là nhiều rồi. Mà các bạn sẽ thấy cái tình cảm mà các bạn sẽ có được sẽ kết hợp bằng trí tuệ, lòng trắc ẩn và sự hiểu biết. Chứ không phải là mình mù quáng như xưa nữa. Cái khúc này là mình lên đời rồi mấy chứ ơi. Và kế tiếp, cái bài thứ 2 là hành động nào để các bạn có thể đạt được tốt nhất trong cái giai đoạn sắp tới. Thì ở đây chúng ta có lá bài là Hoàng hậu. Bản thân ở đây các bạn đang có một nguồn nuôi dưỡng nha, rất mạnh mẽ luôn. Chính các bạn bây giờ mình có, mình phát triển cái phần nữ tính rồi. Cái năng lượng nữ tính của các bạn cũng đạt đỉnh điểm. Trời, khi mà cuối năm nó điều ra 2 lá bài kiểu là chùm cuối các bạn. Các bạn đã học được bài học nữ tính là gì rồi. Các bạn học được bài học nhẹ nhàng là gì rồi. Bây giờ mà người nào mà đến với các bạn chỉ có yêu thương, chỉ có nhẹ nhàng lời ăn tiếng nói, không có gây gỗ. Nơi đây là một nơi im đẹp, tạo giá trị, yêu thương. Nơi đây nguồn nữ tính nuôi dưỡng. Nơi đây chỉ có ân cần chăm sóc. Nơi đây không có sự phán xét đúng sai. Nơi đây chỉ góp ý tạo giá trị. Nơi đây chỉ là cái gì im đềm nhẹ nhàng nhất. Và các bạn đã học được cái bài học này rồi. Cái bài học mình dẹp bỏ cái số 3 là cái số 3 sáng chói, cái số 3 phán xét, cái số 3 coi mình là nhất. Ở đây các bạn đã lấy được cái nguồn năng lượng nữ tính nhẹ nhàng. Mình nhẹ nhàng trong lời ăn, tiếng nói, mình nhẹ nhàng trong cách đi, cách đứng. Mình lấy là cái nguồn năng lượng nữ tính rất là mạnh. Và các bạn lúc này mình sửa hình, sửa dáng, sửa tiếng ăn, tiếng nói trong suy nghĩ, tiềm thức. Cả các bạn đang được cái nguồn năng lượng của nữ hoàng. Mình đảm bảo những cái bạn nào xem trải bài chuẩn bị bây giờ, các bạn hiểu về cái nguồn năng lượng này dữ lắm rồi. Tại vì mình nói mỗi ngày mà các bạn, mỗi ngày 2 trải bài mà mình nói 1 năm nay mà các bạn chưa hiểu cái nguồn nữ tính là cái gì nữa là mình thua các bạn luôn đó. Bây giờ là bạn nào comment nguồn nữ tính là cái gì, bảo đảm các bạn thuộc nằm lòng luôn. Tại lý do tại sao? Tại vì cứ bị nhắc nó hoài. Con gái là sao? Con gái là phải nhẹ nhàng, lời ăn tiếng nói. Con trai nó thích gái sang lắm bạn. Mình nghèo cũng được, cũng phải sang. Mình sang là từ trong cách đi đứng, cách nói chuyện, cách mình lắng nghe, cách mình đối xử với người ta nè. Đó là cái sang của mình, cái sang tót từ bên trong ra. Và cái giai đoạn này, cái tuần lễ cuối năm là tổng kết. Các bạn đã làm được cái nguồn năng lượng nữ tính này chưa? Nếu chưa thì chúng ta tiếp tục phấn đấu để trở thành nàng. Còn nếu không, nếu mà đã được rồi thì xin chúc mừng các bạn. Tại vì cái trải bài này là cái trải bài tổng kết cho cả 1 năm.
và các bạn phải lấy được cái nguồn năng lượng này, nguồn năng lượng nữ tính, nguồn năng lượng feminine, nguồn năng lượng ân cần yêu thương chăm sóc, nuôi dưỡng. Bản thân các bạn sẽ thấy lúc này là mình nữ tính lắm, cái nguồn năng lượng nữ tính đang tràn vào tâm hồn các bạn, tràn trong vào trong hơi thở, lời ăn, tiếng nói. Các bạn thấy mình hấp dẫn, mình hôm bữa mình coi các bạn rồi đó, tự nhiên qua cái năm này các bạn phải thấy hấp dẫn với đó. Và cái mương miệng này, số 3 là gì? Cái phương miệng các bạn vẫn đội trên đầu, tay cầm quyền trượng nè, ghế ngồi ghế salon mà, ngồi ngã ngửa đó, nhưng vẫn sang này, mặc bộ đồ sang trọng nhất nè. Cái lá bài này á, là cái lá bài chủ đạo mình hướng tới nguyên cả một năm các bạn nhớ không? Thì hôm nay cuối năm nó ra một lần nữa, chứng tỏ là các bạn đã đạt được cái nguồn năng lượng nữ tính này chưa? Hãy cố gắng đạt được nguồn năng lượng nữ tính này nha mọi người. Một nguồn năng lượng mà nữ giới nào cũng phải có, phải lấy cái hình ảnh này. Hình ảnh sang trọng, biết giá trị của mình ở đâu. Mình có cái hai dạng của mình có phương miệng của mình có phương trường của mình có thế giới riêng của mình có quần áo sắc đẹp, tất cả mọi thứ. Các bạn phải làm tổng thể. Mình đẹp từ trong ra ngoài, từ lời ăn, tiếng nói, từ chỗ ở, chỗ ngồi, chỗ đứng, móng tay, móng chân, tóc ta đều phải đẹp hết. Cái này là cái nguồn năng lượng là đẹp toàn diện mới chứ ơi. Khi mà các bạn thấy được cái nguồn năng lượng của nữ hoàng á, là các bạn đã đạt được rồi. Tại vì không ai người ta rời bỏ một cái người mà quản lý tam cung bạch diện. Tiểu tam mà nó gặp bạn nó cũng phải cúi đầu. Tại vì sao? Mình có tất cả mọi thứ, mình có trí tuệ, mình có sắc đẹp, mình có cái đế chế riêng của mình có giá trị. Con nào dám nói chuyện với chị không? Xin lỗi, em cũng là người đứng sau chị thôi. Chị đã xài cái hàng đó trước em rồi. Phải chảnh như vậy mới chế. Nó tán được một cái, mình tán là hai cái. Làm như vậy, tại mình là quản lý tâm cung lục diện, mình là phải nhịn nó. Đúng không? Không có sợ. Khi mà bạn nâng được cái nguồn năng lượng nữ tính này lên, bạn nâng cái sự tự tin của mình lên, thì tiểu tam, tiểu ba, tiểu bốn thì người ta chỉ sợ cái người biết giá trị bản thân họ là ai các bạn. Chứ nếu bạn không biết giá trị bạn là ai, đương nhiên người ta chà đạp mình thôi. Cuộc đời đơn giản lắm, cái hàng nào nó tạo giá trị, hàng nào tạo ra cái bản thân nó tự tin nhất là hàng đó chiến thắng. Tại sao mình không lấy nguồn năng lượng đó? Mắc mớ gì mình nhịn nhục, mắc mớ gì mình để cho cảm xúc mình tích cực là mình tích cực trong lời ăn tiếng nói, nhưng mà đối với kẻ thù không có hiền. Ở đây Cư Bì không có dạy mọi người hiền. Hiền là cam chịu, mà cam chịu là đau khổ, mà đau khổ là tổn thương là tiêu cực nha mấy chế. Cái gì cũng phải nói cảm xúc ra ngoài, muốn gì nói người ta biết. Em muốn anh vậy đó, em muốn mày vậy đó, con đó vậy đó. Mấy đứa mình nó ác thì mình phải làm thẳng như vậy, để người ta thấy là cái sự uy nghi của mình. Mình là hoàng hậu, mình đâu có chuyện thua được các bạn. Mình hoàng hậu, mình phải có cái power, có quyền lực. Quản lý tam cung bạch diện, xin lỗi em là tiểu tam, anh biết sao em cũng là thê thiếp thôi. Chứ không phải là em là chính cung như chị đâu. Em có giấy kết hôn với chồng chị chưa mà em đòi lên chính cung. Nằm mơ đi em, chia đôi tài sản chị một nửa, em không có xu nào hết. Mình đứng ở kèo trên là mình phải kèo trên. Tự nhiên kèo trên mà xuống kèo dưới là đơ nha mấy chế. Các bạn đang nắm cái cán á, mà các bạn không biết, mà các bạn tưởng mình nắm cái lưỡi dao không à. Mấy con tiểu ta nó nắm lưỡi dao á, nó không sợ bất kỳ mình sợ nó. Đòi chồng mà có ly dị làm ơn chia đôi tài sản á, chứ không có nhiều, không có chia, không có hy sinh. Người nào mà hy sinh đây là người đó dở nha. Cắt đôi nỗi sầu là cắt đôi luôn tài sản. Chứ không có nhịn, đừng cứ làm tổ cao thượng để chỉ ai biết, không ai biết hết. Không có sống cao thượng ở đây, cái cao thượng nó cao thượng ngu ngốc, khờ dại. Tôi ra đi bằng tay trắng để cho nó hạnh phúc với thằng kia. Chi vậy? Tự nhiên mình tạo cái đế chế ra để cuối cùng con nhỏ vô nó hưởng. Không có được mọi người. Đâu đó rõ ràng. Chia đôi tài sản, muốn đi theo con đó phải không? Ok, chia đôi tài sản, em một nửa, anh một nửa. Muốn làm gì làm, tôi lấy chồng khác. Tại vì sao? Không có nhịn nhục. Hoàng hậu đi, hoàng hậu là cái người nắm tam cung lục diện. Không có nhịn con nào, cũng không nhịn thằng nào hết.
vua thì giá trị của vua, tu hoàng hậu tu giá trị hoàng hậu. Bạn phải thấy vậy, cái sự thật cuộc đời là phải vậy. Mình lương thiện, mình lòng trắc ẩn, mình lòng trắc ẩn với người tốt, đối với kẻ xấu bạn không cần làm cái chuyện đó. Các bạn có biết những cái người thành công nhất trên đời là những cái người mà người ta biết sử dụng cái mánh khóe không? Biết sử dụng cái, khi bạn học được cái, bạn học được cái khẩu thuật của kẻ xấu á, mà mình sử dụng cái lòng trắc ẩn của mình vô, bảo đảm các bạn còn thành công hơn nữa. Mình lấy cái mánh khóe của nó, mình trở thành của mình, mình biến cái mánh khóe đó trở thành cái thủ thuật, mà thủ thuật có khoa học, thủ thuật có văn hóa nó khác. Ở đây cứ bắt chước cái của nó hết, đứa nó làm xong làm y chang vậy, nhưng mình nâng cấp lên một cái tầm văn minh lịch sự hơn. Các bạn phải thấy vậy, chứ đừng có nói là nó làm vậy là mình không nên làm giống, không phải làm giống, nhưng phải hơn nó một cặp. Mình đi xa nó phải hơn nó. Thí dụ nó làm sao nó trù quến người yêu mình, thì mình mới làm sao mình hơn, mình cũng trù quến yêu mình, sao mình làm hơn một bậc nhỏ đó. Cái đó là mình học cái bài học của kẻ thù, mình biến cái đó thành cái sức mạnh của mình. Chứ không phải mình thấy nó rồi cái mình càng tàn tạ, mình xấu xí là không được ha. Rồi, hai đó, bà cho thấy là cuối cùng là các bạn đã học được bài học về cảm xúc. Cuối cùng các bạn cũng đã học được bài học được cái tính là gì, biết là hoàng hậu là sao, hoàng hậu là phải như thế nào rồi ha, biết cảm xúc là phải như thế nào rồi ha. Nhưng mà cuối cùng nè, sao đây cũng còn chưa buông nè, mới chế học quá trời học, coi 100 cái trải bài rồi, ngày là cũng coi càng ngày càng đi, nhưng mà cuối cùng cũng chưa luôn. Cũng chưa có buông xuống luôn. Tối cũng còn khóc. Tối vẫn còn khóc. Dần sao có chịu đứng dậy hay không mà cứ khóc nữa. Khóc từ năm này qua năm đó, sang năm là năm sau rồi đó. Năm sau là 2024 rồi mới chế. 12 tháng trôi qua, đau khổ chưa đủ hả? Tổn thương chưa đủ hả? Tối vậy khóc hoài vậy. Mà các bạn có biết cái này là tự ai tạo ra không? Tự cho mình tạo ra nè. Kiếm là người ta để dưới sàn á, chứ đâu có ai đem kiếm treo lên tường đâu. Mình treo lên tường, mình ngắm, lâu lâu mình lấy, mình nhìn ngắm nó hàng ngày. Khi mà các bạn cứ chấp bẩm vào cái chuyện quá khứ, cứ nhìn vào cái tiêu cực, thì đương nhiên cái tiêu cực nó còn trên tường, trên ảnh đó, đâu có mắt đâu. Không có nhìn dẹp kiếm xuống, tự bạn tìm tới cái tiêu cực, chứ không ai ép, tự bạn khóc, chứ đâu có ai kêu bạn khóc. Bản thân mình khóc là tại vì mình lựa chọn đau buồn tổn thương, và bạn đang tiếc nuối về quá khứ. Quá khứ đã qua nha mọi người, tương lai thì chưa tới, hiện tại đi nó tốt chút, bây giờ chính đó nè, kết thúc một chu kỳ đau khổ rồi đó. Rồi ai muốn đau khổ tiếp rồi qua số 10 kiếm là coi như là xuống lỗ luôn á. Lựa chọn đi ha. Chính chủ trụ nói cái khúc chạy đau buồn tổn thương là đủ rồi, 12 tháng đủ rồi, kết thúc chu kỳ rồi. Người nào muốn khi một bậc nữa để tiến tới cái vụ mà đau khổ mà thiệt nhiều á, thì là số 10 là xuống lỗ luôn. Lựa chọn đi. Mà cái lựa chọn ở mình nha mọi người. Và mình tiếp theo để xem cái tình huống nào để cho các bạn gặp phải cái đau chưa buông được nha. Mình sẽ lấy thêm một lá bài để mình biết được cái nguồn năng lượng này là cái gì. Tại vì á, tự nhiên xem cho đã xong, học tập điều khiển cảm xúc, biết là nữ hoàng, mà nữ hoàng đêm đêm vẫn khóc làm sao? Đêm đêm vẫn khóc nhẹ. Ban ngày là nữ hoàng, như ban đêm quay về hậu cung khóc thầm. Trời ơi, cũng cùng yêu người yêu cũ lắm nè, chán ghê, không biết cái người đó cho các bạn cái gì nữa mà các bạn mê những gì trời. Trời ơi, hèn chi. Tại vì cái người đó cho bạn cái nguồn cảm xúc, một cái nguồn cảm xúc ban sơ, cái kiểu như là tình yêu ban mai gì đó. Giống như là cái người đó đến, người đó khơi gợi được cái cảm xúc của các bạn mà đã chết từ lâu. Họ đến với bạn, bạn đưa cái tình cảm chân nguyên nhất của mình cho người đó. Bạn thấy không? Bạn trân trọng cái mối, bạn nghĩ là cái mối quan hệ này là tình đầu khó phai mới chứ. Dù mới chế quen mấy cuộc tình, nhưng mà cái cuộc tình mới chế đau khổ cũng là cái cuộc tình khó phai.
mình dâng hai tay của mình, đưa cái cảm xúc mình cho người ta, mình ân cần, mình muốn người ta phải yêu thương mình, mình trân trọng cái tình yêu này lắm. Mà tại sao cái người làm đau khổ? Tại vì vừa bước vô cuộc chơi mà cái kế đặt kỳ vọng mong muốn quá lớn ở người đó, người ta quá sức. Mình trân trọng, mình yêu thương, mình nâng hai tay như tướng hướng như hoa, nhưng mà người ta đâu có hướng như hoa giống mình vậy đâu. Người ta sẽ có một nguồn năng lượng khác. Cái yêu thương, cái chế là tinh khiết, thuần khiết. Mình đến người ta là mình thuần khiết, một trái tim ban sơ, một tình yêu thờ dại. Một cái kiểu như là bây giờ bỏ hết đi yêu, số 1 nè, thấy không? Mỗi yêu trân trọng cái mối tình lắm. Và cuối cùng tại sao cái người làm đau khổ? Bây giờ làm ơn về cái một đi qua bên, nhớ cái chính kiếm này cho tôi. Cái này á, nó là quá khứ rồi mấy chế. Quá khứ là phải dục bỏ. Bây giờ nè, nhớ nè, cái người đó làm mình đau khổ sao nè, bỏ theo người khác sao nè, nó tổn thương sao nè, lừa gạt mình sao nè, chà đạp mình sao nè, không tôn trọng mình sao nè. Nhớ cái chính kiến này, nhớ cái tiêu cực của hàng đó, con đó, để chỉ để mình quên đó. Chứ ở đây nhớ cái này hoài. Nhớ cảm xúc yêu thương, nhớ lời nói ngọt ngào, rồi tự ảo tưởng quên đi hết những cái đau khổ người ta gây ra cho mình. Cái này là mình tự tạo dựng lên. Mình là cái người viết lên bộ phim cuộc đời của mình. Những cái nhân vật xuất hiện đều là cái nhân vật do bạn điều khiển hết. Và tự nhiên bạn muốn viết vui, viết buồn là do bạn. Bản thân bạn đang viết câu chuyện buồn, bị đau khổ tổn thương quá trời, mưa chẳng nhìn về quá khứ để đắp bậy cái này. Là sao? Là mình ảo tưởng đó. Là mình sống không có thật đó. Mình đang viết phim buồn, mình viết phim Hàn Quốc drama đó, chứ không viết cái bộ phim hạnh phúc cho cuộc đời mình. Bây giờ phim hết, kết thúc đi. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết đi. Xin cảm ơn quý vị đã xem theo dõi bộ phim Bi Thương Đau Đát này. Tiếp đến là bộ phim Tư Đẹp Sáng Trong Yêu Thương Được Rỡ, hạ màn được rồi mọi người.